I saw that the people say that, you know, you guys are planning, and if you guys give the developer come in the city, and they apply for the rezone, but you guys already vote for 5.2. If the people they don't approve it, they may sue the city. So we need the attorney and the manager have to double check this one again. Thank you. I will have a fifth comment. I will have a fifth comment that will respond to that. The answer to yours are no. No. And the rest of the reason was it's a study. If you don't understand the study, then we need to go. Next speaker, please. Our next speaker is Nat Lin, followed by Hui Donetto. Xin chào Hội đồng thành phố. Trước khi tôi phát biểu thì tôi xin trích một cái đoạn ngắn của ông Jason Moody, Consultant Company đã phát biểu về kế hoạch phát triển thành phố trong ngày 11 tháng 9 vừa qua. Should be honored to have them on your team. So here's the map of the mixed-use districts. These districts were approved in 2016 as part of the general plan. As you can see, there's basically six various areas, most of them along Westminster Boulevard. The mall's included in this, Little Saigon in the north, we're calling the Northwest District. This area does encompass some of your primary commercial areas, which is primarily dedicated to mostly at this point in time retail uses. There's some other kind of non-retail uses, but right now it's primarily retail. Thưa quý vị, như là cái đoạn clip tôi đưa lên, ngày 11 tháng 9 vừa rồi Hội đồng thành phố đã phê duyệt 6 cái area là gồm những cái khu business ở trên đường Westminster Boulevard mà thành phố sắp tới sẽ có những cái vấn đề xây dựng phát triển ở đó, và trong đó không có đề cập gì đến cái vấn đề mà các cái mobile home ở trong thành phố Westminster. Và tôi có biết là nghị viên Nam Quang và nghị viên Amy Phan Quét, hai nghị viên côn đồ, đã tổ chức họp báo chiều ngày hôm qua. Trong đó, hai nghị viên này có nói đến cái khu mobile home Green Lantern, là sắp tới hội đồng thành phố sẽ biến cái khu Green Lantern này sẽ trở thành đổi zone và sẽ trở thành một cái khu mới phát triển và sẽ đuổi những cư dân mobile home đó ra khỏi. Thì tôi muốn xin mượn cái diễn đàn của Hội đồng thành phố để nói với cư dân toàn thành phố rằng vào ngày 28 tháng 9 năm 2016, hai cái khu mobile home Green Lantern và Los Alisos Estate đã được đổi thành mixed use zoning. Mà cái này là do Hội đồng thành phố của ông cựu thị trưởng Trí Tạ và ông nghị viên Tyler Diệp, lúc bây giờ bà Rice và hai thành viên nữa tôi quên tên này. Lúc đó bà Kimberly Hồ và ông Trí Trạc Lê Nguyễn chưa có vào trong hội đồng thành phố. Thì cái việc mà đổi zone của hai cái khu mobile home Green Lantern, mà trong cái khu Green Lantern này mà lúc nãy ứng cử viên côn đồ Joseph Ngô nói hắn ta ở trong khu này đó, thì là với lại Los Alisos Estate, là do nếu cái lỗi này là thuộc về ông cựu thị trưởng Trí Tạ là đã đổi hai cái zone này trở thành mixed use zoning. Và tháng 4 năm 2017 là developer nhảy vô mua liền và báo tin cho cư dân sửa soạn dọn đi. Sau đó thì ông Sơn Đỗ là chủ tịch hội đồng của những cư dân mobile home vận động cư dân đứng ra tổ chức nhiều buổi họp, mà cái khu Green Lantern này đã nhiều lần mời ông cựu thị trưởng Trí Tạ đến
để mà nghe tiếng nói cư dân, ông thị trưởng Chí Tạ là không nghe phone, không đến họp. Và những cư dân đó còn sống trong khu mobile home này, người ta rất là thù ông cựu thị trưởng Chí Tạ. Và đến năm 2018, ông Nguyễn Mạnh Chí, xin lỗi bà Kim Ly Hồ vô trong nghị viên hội đồng thành phố trước. Và sau đó ông Nguyễn Mạnh Chí mới thắng cử vào hội đồng thành phố. Và khi mà những cái cuộc họp của những cư dân Green Lantern này, ông Nguyễn Mạnh Chí đã đến đây dự cuộc họp 2 lần. Mãi cho đến ngày 16 tháng 1 năm 2020 là cư dân của Green Lantern đã thắng được hội đồng thành phố, là không có được bán cho các developer. Nhưng cho đến ngày hôm nay, hai cái khu mobile home Green Lantern và Los Aliso Estate này vẫn còn nằm trong cái tình trạng là misuse zoning. Cái này nó thuộc về tội đồ là từ cựu thị trưởng Chí Tạ. Tôi xin me, công bố như vậy. Are you going to let her speak for 6 minutes? Cho nên for entire 6 minutes. Đây là câu chuyện mà tôi trình bày là hoàn toàn có thật. Ở đây không có phải nói xấu gì cả. Để vắng mặt. We need 6 minutes. Bây giờ tôi nói tiếp. Tôi xin nói tiếp. 6 minutes only with the translation. Tôi muốn nói rằng you do your job. Tôi đang nói sự thật. My job. You do your job. I do my tôi job. You do your job right you now. Be quiet, please. You do your job you right now. You be quiet, it's because please. Your tôi có bằng chứng. It's because tôi you're honey and then you let her talk forever like this. Không ai bịt miệng được tôi. Okay. My tôi là cư dân. Không ai bịt miệng được tôi. Your lover talk like tôi this for 6 minutes. Is that true? It's my job. I am running you the meeting. You didn't do your job. Hold right. On. So I hold on. Let me explain objection. It to you. Objection. Let me explain it to you. It's been, I already told them. They have 6 minutes, but they have total of 6 minutes, and they don't properly use how, it. How come it's they have 6 minutes? It's there for right now. How come they go have 6 minutes? Idiot. Oh, you are an idiot. You are stupid. You're breaking the law right that's now. That's okay. You are breaking the law. I did not. Okay? I told people over and over and over again. You have 6 minutes. What a crap is this? You. I issue the first warning to you. Come on. Your people make a lot of noise and then you don't issue a warning. Then. I am running the meeting, not you. Okay. You if you don't and start if you meeting. Don't run it right, I'm going to run it. Stupid. Okay. First of all, one more time, I'm going to issue you the first warning. You are an idiot. The thing that they said in the eviction notice was not true, because on the meeting September 11, the council meeting didn't say anything about the mobile home. So, Mr. City Manager Assistant already said that the rezoning was September 2016 under Mayor Chí Tạ, not this council member. And they blame 3 people right here to rezone. And that was not the record show. The meeting didn't say anything about the rezoning. So that is really fake news. Okay. Your time is up. Before we go on, I want to say 2 things. As I did it before, and I will continue to do that way, that I will allow you, if you have the interpreter, then you have a total of 6 minutes. And if you don't wisely use your time, then you have no interpretation after that. So, and okay, if you don't so have let, enough... Let me make it clear. So the people come up here to talk, they can talk for 6 minutes, and then just about like a 30 seconds, they can
They can use it to translate. If they don't use the time properly, wisely, then that's their fault. That's their fault. All they, right. They only have that 6 minutes, and without the extension. The second thing that I want to let you know that I forgot to mention it at the beginning of the meeting. From now on, every meeting, I understand that we need to have a break to go to the restroom break. So what I'm going to do is every hour I will take a recess for 5 minutes. So with that, I ask all the council members, please stay for the meeting. So until the time that we need to take a break, then we do that. So now I would like to go back.